Trạng sáng ngày 8 tháng 2, Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đã bị bắt chỉ sau khoảng 10 giờ gây án tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận, cùng toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng vừa cướp được. Trung chính là kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng ở huyện Đức Trọng chiều ngày 7 tháng 2. Thông tin ban đầu cho biết, Trung từ huyện Di Linh lên huyện Đức Trọng thuê trọ. Thời gian gần đây, Trung kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nần nhiều người số tiền lớn nên nảy sinh ý định cướp. Quá trình thực hiện vụ cướp, Trung chuẩn bị rất công phu. Đến chiều ngày 7 tháng 2, Trung đến một ngân hàng ở huyện Đức Trọng, quăng ba lô, rút súng ép nhân viên rồi lấy đi số tiền hơn 3 tỷ đồng để trên bàn. Trước khi rời đi, Nguyễn Thành Trung đã bắn trả bảo vệ. Khai với công an, bước đầu Trung thừa nhận do làm ăn thua lỗ và cho biết ý định cướp ngân hàng xong sẽ trốn qua Campuchia.